Có đi ruộng không chị? Có. Đi ruộng có cơm nước đâu á? Có. Có.
Tinh túy của nồi cơm. Em này cơm cháy lắm. Cơm cháy củi cũng lâu lắm đấy. Dạ. Lâu lắm à. Nhìn mới hấp dẫn, đúng rồi. Sao? Ngon quá. Có trong đó hết trơn. Ừ. Để coi lên. Coi cười dữ không? Có cơ. Cũng xả cũng bơm nước giống đây hả? Bơm nước giống như vậy. Ừ. Làm đại luôn. Đại. Dạ. Ừ. Đâu dám mấy không? Dạ. Không dám bỏ ruộng không?